Trong những năm qua, nhờ nắm bắt được lợi thế từ biển của địa phương, gia đình anh Nguyễn Minh Được ở ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương đã áp dụng thành công mô hình nuôi cá lồng bè, mang lại thu nhập mỗi năm từ 500 đến 700 triệu đồng. Anh Nguyễn Minh Được cho biết, cũng như các hộ gia đình khác sinh sống trên xã đảo Hòn Nghệ, trước đây gia đình anh sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2007, các phương tiện đánh bắt ngày càng tăng lên, nhưng nguồn lợi từ hải sản tự nhiên lại ngày càng khan hiếm, nên anh quyết định bán hai chiếc ghe cào của gia đình chuyển sang nuôi cá lồng bè. Thời gian đầu do chưa nắm bắt được kỹ thuật nuôi nên hiệu quả mang lại không cao. Nhưng nhờ vào thời ấy, giống cá nuôi chủ yếu do người dân khai thác tự nhiên trên biển, cộng với nguồn thức ăn dồi dào, nên trong những lần đầu nuôi thử nghiệm, gia đình anh vẫn có lời. Từ đó giúp anh có thêm kinh nghiệm và động lực để tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi. Đến nay, gia đình anh có trên 25 lồng nuôi các loại cá bớp, mú đen, mú trân châu. Thì tôi nói chung thì khó khăn cái thời gian đầu là mình đem con giống về á. Nhằm khi cái con giống về mình cũng không có biết được cái con cá nó xấu đẹp như thế nào, mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, con mắt người dân ở đây nuôi chỉ là nhìn cá lanh lẹ thì cứ nuôi thôi, chứ còn mình đâu có hiểu được cái con cá nó như thế nào đâu. Theo anh Được, các loại cá như cá mú thời gian nuôi từ 10 đến 12 tháng là bắt đầu thu hoạch. Để cá phát triển tốt, ngoài việc lựa chọn cho giống khỏe mạnh, người nuôi cần để ý chăm sóc cá khi vừa mang về nuôi, vì trong giai đoạn này cá rất mẫn cảm với môi trường mới và rất dễ hao hụt. Con cá về mình phải lựa con cá đẹp, nó không bệnh, nó lanh. Và thời gian đầu là trong khoảng 15 tới 20 ngày đầu á, thì mình phải chăm sóc cho kỹ. Sáng chiều mình phải cho ăn cũng phải vừa phải, rồi 5-3 bữa mình cũng phải vớt lên mình tắm vệ sinh cái đó. Cho nó sạch sẽ cái, cũng như là trời, con này con kia nó bám bệnh vậy đó. Cho nên là công đoạn đầu thì có khoảng tháng đầu thì mình hơi cực tí. Bắt đầu từ 3 tháng trở về 2-3 tháng sau, bắt đầu từ từ mình mới cá nó quen cái môi trường nước ở của mình. Thì sau đó mình lúc đó mình mới thấy nó ổn định rồi thì cho ăn thoải mái. Thì mình nuôi có khoảng là từ 8 đến 10 tháng thì cá nó vô được 3-4 kg. Thì ở đây nói chung thì ở Hòn Nghệ thì mà bạn hàng thương lái này khoảng 3 kg, 4 kg, 5 kg là người ta mua rồi, chứ không có đợi phải lớn. Cho nên ở đây thì nuôi dụ như 2 năm là 3 vụ cá bớp đó, 2 năm mình bán được 3 vụ, bán khoảng 4 kg là mình bán, 4-5 kg mình bán đó, rồi bắt đầu mình cứ nuôi nói tới hoài. Còn như cá mú thì thời gian qua thì nuôi cá mú chân châu nè, cá mú sao chấm nhỏ nè, cái đó là chủ lực của Hòn Nghệ á, nên cá mú. Hiện cá mú mình bắt về khoảng 7-8 phân tới 1 tấc. Thì mình nuôi thời gian cá ép mình nuôi thời gian khoảng từ 12 đến 15 tháng thì nó mới vô ký. Mà ký thì ký 2. Thì giá dao động năm 2019 thì khoảng 350 tới 380. Mà bây giờ thì hiện tại giá bây giờ thì nó còn có khoảng 300, 320, 290, thì nó dao động khoảng đó. Còn cái cá bớp thì hiện tại giờ là 125 ngàn, đó là giá một con 5 kg. Tuy nhiên, anh Được cho biết một trong những khó khăn nữa mà người nuôi cá lồng bè tại xã đảo Hòn Nghệ còn gặp khó khăn do địa phương chưa có quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, nên hầu hết các mô hình nuôi cá lồng bè đến nay đều mang tính tự phát. Người dân tự tìm tòi học hỏi lẫn nhau, tự rút kinh nghiệm trong nuôi trồng. Chưa có sự hợp tác giữa ngành khuyến ngư với ngư dân nên không tránh được rủi ro về nguồn giống cũng như các loại bệnh trên cá. Ngoài ra còn ảnh hưởng nhiều về giá cả đầu ra hay điều kiện thời tiết, nguồn nước không thuận lợi cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến nghề nuôi cá nơi đây. Thời điểm là bị hao hụt nhiều thì là cuối năm, là khoảng tháng 11 âm lịch đó, trở lên tới tháng 2, tháng Giêng tháng 2. Như năm nay, đại khái là nói như năm nay là 2018, 2019, 2020 nè. Thì thường là cuối năm đầu bắt đầu tháng 11, tháng 12 qua tháng Giêng, tháng 2 thì nó hao nhiều. Nói chung là cá bớp, cá mú thì cá nào cũng hao, nó cũng chết nhiều. Cũng theo anh Được, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nghề nuôi cá lồng bè mang lại lợi nhuận rất lớn. Hiện với số lồng bè của gia đình, mỗi năm anh thả nuôi hàng trăm ngàn con giống các loại. Sau khi trừ chi phí đầu tư, cộng với nguồn thu tự mua bán cá giống, cung cấp cho người dân trên xã đảo, mỗi năm gia đình anh thu lợi nhuận từ 500 đến 700 triệu đồng.
Đến nay, nghề nuôi cá lồng bè của người dân trên xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương phát triển mạnh. Nếu như vào khoảng năm 2010, toàn xã đảo có trên 100 lồng nuôi, thì đến thời điểm hiện nay đã có trên 1.200 lồng nuôi với hơn 100 hộ nuôi. Hàng năm, người nuôi cá lồng bè tại xã đảo Hòn Nghệ thả nuôi với số lượng cá giống các loại hàng trăm ngàn con. Sản lượng thu hoạch trong 5 năm gần đây đạt hơn 1.700 tấn, đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Thì cái mô hình nuôi cá trên địa bàn xã thì về bây giờ tôi nói cái khó khăn trước. Thì khó khăn thì nói chung là cái hầu tư là cái tình hình mấy năm nay á, thì do cái ngư trường nó ảnh hưởng vì cái không có được sạch. Thì nó cái mô hình nuôi cá dẫn đến cá con là nhiều khi nó chết hàng loạt, nên là cái mô hình cũng gặp khó khăn đó, bà con đây. Thứ hai, nó cái khó khăn về vốn đó, bà con ví dụ như bà con mà có cái nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ á, thì bà con tái đầu tư sản xuất thì cái mô hình này có tương lai nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong cái thời gian tới. Nắm bắt được những lợi thế từ biển cộng với việc mạnh dạn dám nghĩ dám làm, biết chuyển đổi mô hình một cách hợp lý, anh Nguyễn Minh Được đã làm giàu cho gia đình mình. Đây là gương điển hình rất đáng để được nhân rộng, để mọi người học tập và làm theo.